Xin chào quý vị. Trời ơi sung sướng. Trời ơi sung sướng. Hôm nay là bắt đầu mình tiễn đưa ông bà. Ngày mùng 4 thì bà con thì tiễn đưa ngày mùng 3. Mình sợ ông bà không có đi kịp thì hôm nay là mình cúng ông bà là cháo hồi, mọi người cùng hưởng. Người Tây người Việt gì cũng hưởng được đó. Mình nấu một một nồi cháo cá hồi rất là ngon. Anh em với hành lá arô đủ thứ. Đây con cá hồi ngon một tô, rất là nhừng nhuyễn. Đó có hồi miếng nào miếng nấy ngon lắm. Mình mua 1,8 kg quý vị, một con 1,8 kg nè. Mình có kho nữa, có kho một nồi cá đã ở đây xong đây đó. Một nồi cá kho nữa, con mà bằng thịt kho đây. Cá hồi ngon quá, múc thêm một tô nữa đó quý vị, thấy ngon không? Nấu một nồi 10 lít nhưng mà nấu 8 lít. Đây. Đủ cho một nồi cá. Miếng cá này ngon quá. Đó, xong. Bữa nay mình thật sự tiễn đưa ông bà. Rồi, giới thiệu với quý vị, đó là một món cái này nồi cháo cả bông cả mình xào một nồi nước rồi. Bây giờ này nước sốt. Nước sốt rất là ngon để ăn với thịt heo. Rồi quý vị đây. Cái này sốt champignon, nấm rất là ngon quý vị. Đây. Đây là miếng khuyết gã heo. Rất là ngon. Để bữa nay mình cúng ông bà. Bây giờ mình châm lửa cho trong đàn, đốt nén, 6 cây bóng đèn nhưng mà mình đốt có 3 thôi, cúng quân sư phụ. Bữa nay thì mình cúng đồn bánh tét với là bánh chưng, cái này chay, cái này mặn, cái này nấm đông cô, con này mặn thịt. Đó, bữa nay có cúng trà là Trung Đông rất là ngon. Hai thứ. Trà là rất là bổ quý vị, ăn cái này vô sống lâu 120 tuổi ở Pakistan. Bữa nay có một mâm vua ba giao đất nữa để cúng ông bà. Đây quý vị, siêu to đại bự. Đây quý vị thấy đẹp không? Đó, trái nào trái nấy đẹp lắm. Đây tươi. Trái này cũng bự nữa, quá ngon này quý vị. Đó rồi hai đồ bánh đổ nước nẻ thế này mình cúng 4 bữa rồi là mình sẽ chiên sau. Đây là cục thịt heo. Rất là ngon quý vị thấy không, có mỡ nè. Đây đây đây, quá ngon. Ôi đó quá ngon này quý vị. Ông bà gian dữ nhảy Đó. Quá ngon. Mình nướng ở trên mình rải bột gà bánh mì mà bằng bắp. Rồi bắt đầu mình bỏ cái xé nạp là coi như bồ tạc nhỏ. Đây cái này mình để đó cúng ông bà. Mình lấy cái nĩa. Đó mình có nĩa nữa. Mình phải lấy nĩa đàng hoàng. Con cháu nó cúng mà nó quên lấy nĩa. Hàng gì ông bà nhảy là đúng rồi. Đây. Miếng này đây quý vị. Quá ngon nè. Đây mình cúng lên cái này. Với nước sốt này quý vị. Đó. Đánh với nước sốt này đó. Còn cái này là cơm chiên. Cơm chiên trứng gà. Cái này bông cả với chả. Cái này mì xào.
Cái này là đậu la ve. Đậu la ve xào với chả mực. Cái này là cá hồi. Cá hồi quý vị thấy ngon không? Đó, cá hồi kho với hành lá. Đây, cá hồi miếng mà miếng non nhất á. Đó. Đó, xong. Cái này để ở đây cho quý vị. Đó, tay việc gì cũng hưởng được. Xong. Vâng, thì nhân dịp tiễn đưa ông bà thì hôm nay là ngày mùng 4 năm Nhâm Dần, thì tiễn đưa ông bà quân sư phụ chứng giám tổ tiên và cùng quý vị khuất mặt khuất mày, nên hôm nay là bữa cơm để mà tiễn đưa quý ngài trong bốn trong một tuần lễ đó. Thì hôm nay là đặt cái mâm này để cúng, rồi làm chương trình tiểu phẩm gửi đến quý vị. Trời ơi sung sướng, thay vì trời âu xa xứ, bây giờ đổi lại mình sung sướng, mình nghe tin là ngày bãi Tây thì điển mở cửa, toàn thể Âu Châu Việt Nam mở cửa cho toàn thể nhân dân đều cởi khẩu trang ra, và tháng 5 máy bay sẽ bắt nhịp cầu hàng không, bà con mình có thể về thăm quê trong mùa hè năm nay, trong mùa báo hiếu. Thì nhân dịp này cầu nguyện ơn trên ông bà tổ tiên phù hộ cho con cháu được bệnh tật sớm tiêu trừ. Bây giờ năm nay là bông hoa trổ đẹp này quý vị, đây những cành hoa tuyệt vời nè, đó quý vị thấy không, hoa wow, sinh tụ quá rồi, đẹp quá đẹp, vừa hoa vừa lá nụ tầm xuân đây. Vâng, hôm nay là bữa mùng 4 thì cầu chúc cầu nguyện cho ông bà cha mẹ phù hộ cho quý vị được an khang thịnh vượng như ý, và đắc tài đắc lộc đắc bình an. Bây giờ xin mời và giới thiệu quý vị những món này. Đây là cúng cháo với cháo. Cháo này là cháo môn vừa rồi có giới thiệu quý vị đó. Cháo môn hủ cháo này rất là ngon. Hủ cháo môn ăn với cháo là tuyệt vời. Đây cháo môn. Vâng, uống nước dừa nhớ quê hương quý vị. Nước dừa. Đúng. Xong. Đó, trong đàn đốt nén rồi bây giờ cúng. Thì bây giờ mình múc cháo. Vâng. Múc ở đây đi, gần bằng nhất để vô đây. Xong. Rồi, trên cúng quân sư phụ của ông bà thì bây giờ mình hưởng. Cái món này là món đậu này quý vị. Đậu rất là ngon. Đậu la ve. Này, rất là ngon. Này là bông cải. Rất là ngon. Còn cái này là cá hồi. Mình thử cho qua để làm chương trình quý vị. Làm giá. Và không quên cục thịt này nữa. Quý vị thấy ngon quá không? Đó, thịt không à. Quá ngon, ăn này nè. Wow, cái cục này này quý vị. Cục này mà ăn với cái này mới là nước sốt thì tuyệt vời quá. Đó, đơn giản thôi. Mình để vô đây, mình múc trước nước sốt. Đó, quý vị, nó ăn với miếng nui này. Đó, chương trình nó là vậy đó, xong. Mình ăn sương sương á, coi như là mình phải nói cho nó đúng là miếng 100 tâm thành ngàn. Cái này là cháo cá. Xin kính mời quý vị nha, cháo cá hồi. Và như vậy là mình làm đủ thủ tục, đây là cúng sư phụ ông bà rồi, mình đã hưởng thụ rồi. Bây giờ cái này là bánh bánh tát, cái quy luật á, mình làm là chương trình mà mình phải cúng rồi mình phải hưởng, chứ cái này là đúng là mình làm chương trình
Chứ nếu mình không hưởng là mình quay tưởng người nào làm chương trình. Mình bỏ tiêu ngon thơm lắm. Cái này chú Hồng Cô Tiết ở Úc Si đây. Bàn tay khéo quá, gói bánh ú. Cho ba cái, ở trong này có nấm đông cô ngon quá. Vừa chay vừa mặn, tức là nằm đệ tử Phật thì mùng 1 vía Đức Di Lặc thì ăn chay. Mà có nhiều vị thánh viên là phát tâm ăn chay tụng kinh Dược Sư luôn. Mùng 8 này sẽ có chương trình khai kinh Dược Sư. Bốn mươi chín ngọn đèn đó, nên là mình cũng tiếp tục chương trình là Nam Mô Tiêu Tai Gián Kiết Tường Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Và Ngài là thầy thuốc, mà đầu năm mình cầu ăn vậy đầu giả hận là đúng rồi. Xin cảm ơn và trân trọng kính chúc quý vị một năm mới, mới vừa đi vào thềm năm mới, được an khang thịnh vượng như ý, muốn gì được nấy. Quý vị cảm thấy thích, vui và cho một like và đăng ký kênh. Xin thành thật cảm ơn và chào quý vị tiếp tục theo dõi chương trình Trời ơi sung sướng. Thay vì trời ơi xa xứ, bây giờ mình không xa xứ nữa mà sung sướng. Mình ăn ngon, mặc đẹp và giới thiệu chương trình đồ ăn trăm món trái cây năm màu và nhiều phong cảnh và những cái đặc biệt ở cuộc sống thị điển Bắc Âu. Xin chào quý vị. Xin thân ái kính chào. Thank you.